bạn, mình là Dạy Rèm Thiêu Hương. Hôm nay nhân tiện làm mấy cái bộ yếm trả khách thế này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tính số lượng quả sò trên một bộ yếm rèm cổ điển nhá. Thì đây là cái bộ yếm rèm mình kết hợp giữa quả V và cái quả lệch hai bên. Thì cái quả V thông thường kích thước sẽ từ 75 cho đến 100, còn quả lệch kích thước trung bình từ 35 cho đến 45. Vậy khi nào chúng ta sử dụng kích thước nào, quả nào, diện tích nào cho cái cửa nào thì đây mình lấy ví dụ cho các bạn một số cái mẫu ví dụ mà mình đang vừa làm xong. Ví dụ cái bộ bên trên này là mình làm kích thước 3m. Vậy thì mình sẽ sử dụng gì? Mình sẽ sử dụng 3m đúng không? Mình sẽ sử dụng một quả giữa này với kích thước là 1m. Như vậy mình còn 2m. 2m thì mình sẽ dùng 4 quả hai bên. 4 quả, mỗi quả 45. 45 mà nhân với 4 thì nó ra là 1m. 1m8. Như vậy tổng của mình một quả V với 4 quả lệch thì mình sẽ là 2m8 rồi, mình còn 20 phân nữa thì mỗi bên mình sẽ làm 10 phân cái nhau đó, hai đầu đấy là sẽ đã xong được kích thước quả 3m rồi. Cái bộ thứ hai có kích thước là 2m. Với bộ kích thước 2m thì chúng ta sẽ làm một quả V ở giữa với kích thước là 1m, hai quả V, hai quả lệch hai bên với kích thước là 45 phân một quả thì tổng ra chúng sẽ có là 1m9. Vậy chúng ta sẽ còn dư 10 phân hai đầu chúng ta sẽ làm nheo. Vậy khi nào chúng ta làm quả 35 phân chẳng hạn, khi mà một cái bộ rèm của chúng ta có cửa bộ của chúng ta có kích thước 1m8 chẳng hạn thì chúng ta sẽ làm một quả V ở giữa với kích thước 90, hai quả hai bên với kích thước là 35 thì tổng sẽ là 70, 9 cộng 7 là 16 thì chúng ta 1m8 chúng ta còn dư hai đầu thì chúng ta sẽ làm 5 phân hai cái nhau đầu hai bên đúng không ạ? Rồi có bất cứ câu hỏi nào và hoặc là những cái cách chia khác thì các bạn hãy comment xuống bên dưới, mình sẽ giúp đỡ các bạn giải quyết. Các bạn đừng quên cho Dạy Rèm Thiêu Hương xin một đăng ký kênh để lần sau khi mà Dạy Rèm Thiêu Hương phát video thì các bạn sẽ là những người nhận được sớm nhất và đầu tiên kho tàng kiến thức về nghề rèm cửa. Xin chào và hẹn gặp lại.